Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Trọng nhân chuẩn bị tái xuất khán giả truyền hình với bộ phim Lưới tình do đạo diễn Nhâm Minh Hiền thực hiện. Anh vào vai, cánh tay phải cho một quan chức, thông minh và nhiều thủ đoạn trong việc dọn đường cho cấp trên thăng tiến. Ngay sau khi kết thúc phim này, anh sẽ tham gia một dự án khác do VFC sản xuất. Chia sẻ lý do cho sự trở lại này, trọng nhân cho biết anh thay đổi nhiều sau thời gian lắng lại vì Covid-19 từ một người ham chơi thích khám phá dành phần lớn thời gian để du lịch khắp thế giới anh nhận ra đã đến lúc phải tập trung cho những mục tiêu mới nhìn lại chặng đường đã qua tôi tự nhủ mình không được ham chơi nữa do quá thích khám phá du lịch nên sự nghiệp diễn xuất của tôi mới gián đoạn nhiều lần đã đến lúc cần phải tạm gác lại những thú vui khi xưa để tập trung cho công việc diễn viên trọng nhân kể về hơn một năm nghỉ đóng phim Trọng nhân cho biết anh bay sang Mỹ thăm người thân ngay sau khi bộ phim Hoa hồng trên ngực trái đóng máy rồi bị kẹt lại vì COVID-19. Giữa năm 2020, anh lặng lẽ trở về Việt Nam. Dù được nhiều đạo diễn mời đóng phim, anh đều từ chối. Nam diễn viên gặp biến cố về sức khỏe khi phát hiện ra mình bị sơ vữa động mạch. Còn trẻ và thỉnh thoảng cũng đi khám tổng quát nên tôi luôn chủ quan mình rất khỏe. Đến khi COVID-19 ập đến, ngồi một chỗ tôi mới lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn và nhận ra những triệu chứng như tê tay, tê chân xuất hiện ngày càng thường xuyên. Sau khi khám kỹ, tôi được bác sĩ chẩn đoán bị sơ vữa động mạch và đây là bệnh khiến nhiều người trẻ đột quỵ. Tôi rất lo lắng nhưng nhờ phát hiện và điều trị kịp thời, mọi thứ đã ổn. Căn bệnh này không bao giờ khỏi hẳn, tôi chỉ còn cách sống chung với nó mà thôi, anh chia sẻ. Trọng nhân trong hoa hồng trên ngực trái. Không được đi du lịch, cũng chẳng đóng phim, anh thiết lập lại trật tự cuộc sống với thời gian biểu khoa học, chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe và uống thuốc đúng giờ hàng ngày. Trong thời gian ở ẩn, anh phụ giúp gia đình kinh doanh. Bên cạnh đó, anh còn thử sức bán hàng online. Dù thu nhập không nhiều, công việc đó giúp anh gia tăng trải nghiệm. Tạo hình của trọng nhân trong phim truyền hình Lưới Tình Lần trở lại này, trọng nhân muốn được sống hết mình với nghề diễn, trải nghiệm thêm nhiều số phận nhân vật. Anh sẵn sàng bay ra bắt làm việc nếu có vai diễn thực sự phù hợp. Trước đó, mỗi lần bắt tiếng, anh đều gây ấn tượng với các phim Zippo, Mù Tạc và Em, Hôn Nhân trong ngõ hẹp và Hoa Hồng trên ngực trái. Anh luôn biết ơn các đạo diễn của VFC vì đã cho mình cơ hội được tham gia những dự án lớn, vai diễn hay với chất lượng làm phim truyền hình hàng đầu Việt Nam. Trọng Nhân sinh năm 1988, từng theo học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh từ năm đầu tiên đại học anh được mời đi đóng phim và tham gia hàng loạt phim như ai, chuyện tình mùa thu, giấc mơ biển, chàng trai không biết ghen, đất mặn. Năm 2015, anh được đề cử cho hạng mục nam diễn viên xuất sắc tại Giải Mai Vàng. Khi sự nghiệp đang trên đà thuận lợi, anh đột ngột tạm nghỉ và đến năm 2019 mới tái xuất khán giả màn ảnh nhỏ bằng vai khang trong hoa hồng trên ngực trái. Ảnh, trọng nhân diện hàng hiệu dạo phố. Ảnh, hứa quý long. Nguyên An